Chào tất cả anh em nhé. Bên nhà mình tiếp tục nhuộm một mẫu than trì trên tông làm tóc có tông 6 nhé anh em nhé. Đây mình sẽ nhuộm mẫu than trì. Than trì là màu như nào? Than trì là bên trong sẽ có màu đen, màu xanh và màu tím và ánh ác anh em nhé, ánh khói nhé. Thì đây được gọi là mẫu than trì. Anh em chuẩn bị cho mình màu bách blue anh em nhé, bách blue anh em nhé. Màu bách blue là màu xanh đen, màu xanh đen tỷ lệ pha đi anh em, và pha bách blue là 30% nhé, 30% bách blue. Anh em sẽ sử dụng màu blue nhé, blue anh em cộng thêm 30%, 30% bách blue và 30% của blue anh em nhé. Rồi, tiếp theo là violet, violet là màu tím, mix tím anh em nhé, mix tím mình cho 40%, 40% anh em nhé. Tối nay mình đang thu nên là xe nó chạy hơi ù một chút, anh em nghe có gì thông cảm nhé. Mix violet 40% anh em nhé, cộng thêm át, cộng thêm át anh em nhé, át mix khói, mix khói anh em nhé. Mix khói này thì mình cho vào để mình lấy ánh sắc thôi, còn chủ đạo vẫn là màu bách blue và violet anh em nhé. Anh em cho áp vào thì ánh sắc nó sẽ đẹp hơn, còn không cho vào thì cũng chả sao, vẫn được màu than trì như bình thường. Xong thì anh em khuấy đều lên, khuấy đều lên là mình đi oxy nha anh em nhé. Tùy theo làn tóc thì mình sẽ sử dụng oxy, như làn tóc này thì mình sẽ đi oxy 6 và oxy 9 anh em nhé. Khi còn có làn tóc thì anh em đi oxy 9 và có làn tóc thì anh em sẽ đi oxy 6 và có làn tóc thì anh em đi oxy 3 anh em ạ. Anh em nhớ nhé, xem thấy hay cho mình anh một like một đăng ký nha. Sẽ vào gần sát chân anh em ạ, gần sát chân nha, vuốt sắp luôn. Riêng nhuộm màu than trì là anh em cứ uống thuốc và hơi động tay một chút, mạnh tay một chút anh em nhé. Sao cho hết đầu là được, là ok nha. Cách chân ra cho mình. Sau thời gian 30 phút anh em đã cảm nhận được màu, màu đã đi vào tóc, bám vào tóc. Anh em thấy màu ok chưa? Lại 10% thuốc cũ nha anh em nhé, 10% thuốc cũ và cộng thêm 10% của bách blue,
và cộng oxy 10% nữa. Rồi. Thì anh em đánh đều lên và chấm vào chân anh em nhé. Sau khi 10 phút chấm chân thì anh em sẽ được một mái tóc ok và bắt đầu mình đi xả thôi anh em. Tổng thời gian anh em, tổng thời gian lưu thuốc vào trên tóc là 40 phút cộng thời gian mình vào thuốc nữa, nó sẽ xỉ rơi vào tầm 1 tiếng đến hơn 1 tiếng là được một mái tóc anh em nhé. Gội xong thì anh em thấy màu nó đen đen, nó gặp nước màu nó đen đen, anh em đừng sợ nha. Rồi kết quả đây anh em thấy thế nào? Anh em thấy được phê chưa? Những công đoạn mà sấy hoặc là vài thuốc thì mình sẽ cắt bớt đi nha anh em nhé. Sau một tiếng thì anh em sẽ được một mái tóc tan chỉ nhẹ nhàng như một chất khỏi phải nói luôn. Ánh sắc thay đổi theo ánh sáng anh em nhé. Ánh sắc thay đổi theo ánh sáng. Bên trong màu than chì anh em nhớ là than chì nó sẽ có màu đen và xanh và tím, và mình mix thêm màu át vào để cho ánh sắc nó sẽ đẹp hơn. Trên là tông 6 anh em nhé. Tông 6 anh em nhớ nha, màu rất đơn giản, nhẹ nhàng, độ bền thì thôi rồi luôn. Làn càng sáng thì anh em cho thêm bách vào lưu nhiều hơn anh em nhé. Nhiều màu sáng thì anh em cho thêm bách vào lưu, không phải sao nó thành màu xanh tím ấy. Còn tỷ lệ ở trên tông 6 thì anh em cứ pha theo tỷ lệ như của mình là ok, được màu than chì đẹp tuyệt vời luôn. Màu cực bền luôn anh em nhé. Màu này cộng thêm highlight nữa vào thì tuyệt vời. Nhưng mà mình làm màu thì mình sẽ không làm highlight. Mình làm highlight lên thì nhìn nó sẽ màu nó sẽ không phơi bằng là mình làm một màu như này cho anh em nhìn cho nó rõ. Anh em nhớ nha, màu than chì công thức gồm bách blue 30%, blue 30%, cộng violet 40%, cộng mix up anh em nhé, cộng mix up cộng oxy 6. Làm cách này là vì chất tóc sợi nhỏ và lên 6 tông 6 thì mình sẽ đi oxy 6 nhé anh em nhé, để cho màu bàn hơn và đẹp hơn. Anh em thấy tuyệt vời, cho mình đang xin một like, một lượt đăng ký để ủng hộ kênh và theo dõi clip tiếp theo anh em nhé. Anh em nhớ màu này nó nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi nhưng chất thì khỏi phải nói luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Màu mè sẽ thay đổi theo ánh sắc của ánh sáng anh em nhé. Ánh sáng mạnh thì sẽ có màu ánh át một chút anh em nhé, còn ánh sáng mà tối, ánh sáng trầm thì sẽ hiện ra màu than chì. Còn ánh sáng mà sáng đủ sáng thì nó sẽ hiện lên tất cả các sắc trên màu tóc tùy theo góc độ của anh em nhìn vào anh em nhé. Nhưng mà màu anh em thấy đều ok chưa, từ chân ra ngọn luôn, từ chân ra ngọn luôn anh em nhé. Thời gian lưu thuốc vào thuốc xong anh em để tầm độ 30 phút anh em nhé. 30 phút xong mình sẽ chấm chân. Chấm chân mình sẽ sử dụng 10% của bát thuốc cũ và cộng thêm 10% của bách blue anh em nhé. Bách blue là xanh đen ấy. Xanh đen ấy, không phải màu đen đâu anh em ạ. Anh em chấm chân thì ra chân sẽ đào 100% như này luôn. Thời gian lưu thuốc trên tóc 30 phút cộng thêm 10 phút lưu thuốc chấm chân anh em nhé, cộng tổng thời gian là 40 phút cộng thêm thời gian mình quá trình mình vào thuốc xắt xỉ đến 1 tiếng đến hơn 1 tiếng là ok.
trung bình 1 tiếng là ok anh em nhé. Anh em nhớ nha, xem clip thấy hay nhớ cho mình anh một like, một đăng ký để theo dõi clip tiếp theo anh em nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo. Anh em cùng chiêm ngưỡng nha.